Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 12, báo chí Malaysia nhắc nhiều đến cụm từ khẩu chiến của hai nhà cầm quân Việt Nam Park Hang-seo và huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia. Gọi là khẩu chiến trước đại chiến Việt Mã giữa ông Park và ông Tan, bởi ông Park nói sẽ không sòng phẳng nếu ban tổ chức chấp nhận cho Malaysia đăng ký bổ sung, còn ông Tan bảo sẽ kiện AFF nếu đề nghị của mình bị từ chối. Tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời báo chí rất nhiều xung quanh câu hỏi liệu Malaysia đòi hỏi bổ sung cầu thủ giữa giải thành công thì ông Park nghĩ sao. Ông Park cho biết, như vậy là không được. Ban tổ chức giải đã nới rộng việc đăng ký cầu thủ nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 là mỗi đội đăng ký 30 cầu thủ, nhưng ông Tan đã chủ quan đăng ký 24 cầu thủ. Đây là lỗi của ông Tan chứ không phải khách quan. Vì phòng ngừa những nguyên nhân khách quan nên AFF mới cho đăng ký 30 cầu thủ. Đây là lỗi hoàn toàn thuộc về ban huấn luyện Malaysia, sẽ không sòng phẳng nếu ban tổ chức chấp nhận cho Malaysia đăng ký bổ sung. Trong khi đó, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia tự tin là đòi hỏi của mình về việc bổ sung cầu thủ sẽ được AFF chấp nhận. Thậm chí ông Tan còn nêu quan điểm sẽ khởi kiện AFF nếu như tổ chức này không cho Malaysia bổ sung cầu thủ do đội tuyển hiện có 4 cầu thủ bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, cũng có vài tờ báo Malaysia cho rằng việc Malaysia rút khỏi giải là vấn đề có thể xảy ra nếu thiếu cầu thủ thi đấu và khó để ban tổ chức chấp nhận đề nghị bổ sung cầu thủ của ông Tan. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nêu ví dụ rằng ông đã mang sang Singapore tối đa số cầu thủ mà AFF cho đăng ký mùa dịch để phòng ngừa cầu thủ bị nhiễm COVID-19. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phaplucktb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.